Bạn biết đây là gì không? Đây chính là cái mặt nạ Samurai sắc đỏ trong game Free Fire đó nha. Và hôm nay tôi sẽ cùng các bạn chế tạo cái mặt nạ này. Và tôi sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết về quá trình chế tạo mà tôi đã làm được như thế này đây. Nào chúng ta cùng bắt đầu thôi. Later. Bruh. And it's a ticket talking mother for the biggest. That's a comma and a comma and a comma. Gotta get it, get it. And it's a ticket talking mother for the biggest. That's a comma and a comma and a comma. Gotta get it. I'm a comma and a comma and a comma. Gotta get it. Comma and a comma. Gotta get it. And it's a ticket talking mother for the biggest. That's a comma and a comma and a comma. Gotta get it. I'm a comma and a comma and a comma. Gotta get it. Comma and a comma. Gotta get it. And it's a ticket talking Mazda for the biggest. That's a comma and a comma and a comma. Gotta get it. I'm a comma and a comma and a comma. Gotta get it. Comma and a comma. Gotta get it. Cuối cùng sau khoảng 3 ngày chờ đợi thì hai cái khuôn chính của mình cũng đã khô nha các bạn. Bây giờ mình sẽ sử dụng hai cái khuôn này để mà có thể chế tạo ra cái mặt nạ Samurai sắc đao nha. Bây giờ mình sẽ bắt tay vào chế tạo nguyên vật liệu chính của cái mặt nạ, đó là giấy trộn với keo. Mình sẽ quay lại cái quá trình này để cho các bạn cùng được biết nha. Các bạn nào đam mê thì có thể chế tạo cùng với mình. Đây là giấy của mình nhúng lửa nha các bạn. Mình sẽ lấy hết cái đống này ra. Refrigerator. Eat low!
Ok, sau khi tạo hình hoàn chỉnh và chúng ta phơi nắng khoảng một ngày cho nó ráo và nó cứng vững chắc cái lớp giấy đó đi, thì bây giờ chúng ta sẽ bước qua công đoạn thứ hai, tức là làm mịn cái bề mặt, tạo độ bóng cho nó. Và ở đây tôi sử dụng là bột cát tường, tôi mua khoảng loại rẻ khoảng 7.000 hay 14.000 diện ký đó, tôi không nhớ giá rõ nữa. Và bây giờ chúng ta pha nước vào và quậy cho nó sền sệt, cho nó vừa phải, nó không lỏng quá cũng không đặc quá, thì bởi vì lỏng quá thì nó lâu khô, mà đặc quá thì chúng ta quết nó không chạy, nó bị quến cục quá, nó không có mịn. Bây giờ chúng ta quết lên mặt nạ giáp vòng đi, cũng khoảng mỏng mỏng thôi, không cần gì quá đâu. Và sau khi hoàn thiện thì chúng ta tiếp tục đem phơi nắng cho nó ráo cái lớp này đi. Rồi, sau quá trình phơi khô thì bây giờ nó đã cứng chắc rồi, nó đã vững chắc rồi, mình có thể cầm trên nắm trên tay rồi. Này là mặt trong nè, nhưng mà bề mặt đó rất là sần sùi nè, các bạn có thể thấy. Phải đánh bóng lại cho nó láng mịn bằng cái nhám này, để sau này sơn lên thì bề mặt nó láng mịn, nó đẹp mới nó đẹp được. Sơn các bạn ơi. Thì tôi xin dành 20 giây để làm clip quảng cáo, đó chính là anh Nam Phong Vlog, một người anh mà tôi có dịp gặp gỡ trong đại hội YouTuber do Gia Qua tổ chức ở Sài Gòn các bạn ạ. Trong màn ảnh là anh Nam Phong Vlog. Chào mọi người. Và kênh của anh ấy là chuyên làm về bất động sản, đất nền, nhà đất, chung cư, biệt thự. Ai có nhu cầu mua sắm nhà đất có thể qua liên hệ bên ấy. Và ngoài ra anh ấy còn làm một số đề về đề tài du lịch khám phá ở các quốc gia lân cận. Ví dụ đơn cử là clip anh ấy đã từng đi đến hoàng cung của Malaysia. Chúng ta cùng theo dõi bước chân của anh ấy nào. Và ở đây thì có một cái khuôn viên khá là rộng lớn, một cái kiến trúc do người Mỹ thiết kế và là cái ông tổng thống, thủ tướng đầu tiên của đất nước Malaysia xây dựng. Vâng, cảm ơn tất cả các bạn. Chúng ta vừa đến với kênh của anh Nam Phong Vlog. Các bạn có thời gian hãy ghé qua ủng hộ cho anh ấy nhé. Và đặc biệt những người có nhu cầu về mua sắm nhà đất, hãy ghé qua ngay của kênh anh Nam Phong Vlog. Các bạn sẽ được có một mẫu đất nền hoặc một căn nhà ưng ý. Xin chân thành cảm ơn anh Nam Phong đã tài trợ cho clip này.